đường tình lận đận của mỹ nhân Sài Gòn Đặng Tuyết Mai. Tướng rầu kẽm Nguyễn Cao Kỳ từng dùng máy bay trực thăng riêng đậu trên sân thượng khách sạn Caravelle để tỏ tình, cầu hôn cô tiếp viên hàng không Đặng Tuyết Mai, rồi đưa bà đi ăn tối ở Singapore, ăn sáng ở Đà Lạt. Mảnh thú bầu trời và người đẹp hàng không. Có thể vì những kỷ niệm đẹp với người chồng nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ nên dù đã chia tay nhau, Tuyết Mai không có bất kỳ oán hờn nào. Những câu chuyện tình được bà kể lại trong hồi ký luôn thấm đẫm ngọt ngào, đắm đuối và thủy chung, khiến người đọc mê lòng và chia sẻ. Khi trở thành đệ nhị phu nhân của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, một cô gái trẻ dân Bắc chính gốc, được thụ hưởng gia phong nề nếp rất khắt khe của người đất Kinh Kỳ và là một trong 4 tiếp viên đầu tiên của hãng Air Việt Nam. Tuyết Mai luôn đứng ở vị trí người nhận tình yêu nhiều nhất. Một tình yêu bùng nổ trong trái tim cô chiêu đãi viên hàng không còn rất trẻ, nông nàn, không hoàn toàn bắt đầu bằng sự vô tư, sát đánh, mà khởi đầu rung động tình yêu là một ý thức tiềm tàng, cố hữu của một cô gái trẻ có tâm hồn đã lớn trước tuổi. Cho đến tháng 9 năm 1964, tướng Nguyễn Cao Kỳ đã qua một đời vợ người Pháp, có 5 người con riêng, còn Tuyết Mai chỉ có trái tim tình yêu. Đúng hơn là cô cũng có một chút cảm tình với một chàng phi công không quân dưới trướng của tướng Kỳ, nhưng chưa đủ nồng nàn, chưa đủ ràng buộc. Hình như chưa sâu lắm, chưa đậm đà, ngoài mối tình lãng mạn vu vơ tuổi học trò, tuổi mới vào đời, nên khoảng trống ấy của trái tim Tuyết Mai đã bị tướng Kỳ, một nghệ sĩ giang hồ, một mãnh tướng trên bầu trời và trên tình trường phát hiện từ cuộc gặp gỡ đầu tiên trên chuyến bay từ Manila. Và cơ hội gặp lại trong lần sang Bangkok cũng do tướng Kỳ sắp đặt, điều động để cơ hội gần hơn, rút ngắn khoảng cách. Không ai lạ gì, tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ là một tướng ngông, ngang tàng chẳng gì nể ai. Hằng ngày đi làm, ông vẫn dùng trực thăng bay từ nhà riêng trong bộ tổng tham mưu đáp xuống bãi cỏ trong Dinh Độc Lập. Chưa kể có nhiều lần, tướng Kỳ đậu trên nóc dinh ngay phía dưới phòng ngủ của vợ chồng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, khiến bà Mai Anh phiền hà lên tiếng. Cũng không ai lạ gì việc đi thăm, làm việc của tướng Kỳ với các lực lượng không quân trong phạm vi miền Nam thời kỳ đó. Nguyễn Cao Kỳ đều sử dụng máy bay riêng tự mình lái, thay vì đi ô tô không an toàn. Nhắc lại chuyện phái đoàn không quân của tướng Nguyễn Cao Kỳ đang dẫn đầu đi thăm Thái Lan, đang tưng bừng khí thế vui vẻ tràn đầy. Đặng Tuyết Mai rạo rực trái tim với ánh mắt và những lời ngọt ngào âu yếm người hùng Nguyễn Cao Kỳ, tỏ tình, trao duyên lãng mạn. Buổi sáng cả đoàn dạo chơi, ăn giặt cười nói vui vẻ, cùng nhau bàn bạc tối nay sẽ đi vũ trường nào, thăm viếng chùa nào ngày mai, ăn món gì, mua quà gì. Trong lúc cả hội bàn tán xôm tụ, tướng Kỳ xuất hiện vẻ mặt nghiêm nghị, dõng dạc nói như ra lệnh. Không đi đâu cả, dậy ngay khách sạn thu dọn hành lý, Sài Gòn xảy ra đảo chánh. Mọi nụ cười tắt liệm trên môi, không ai biết điều gì sắp xảy ra. Suốt 3 giờ trên máy bay từ Bangkok về Tân Sơn Nhất, cô không cần trang phục Air Việt Nam, vì tướng Kỳ cho biết. Bay đêm, đáp sân không quân nên không cần câu nệ nghi thức. Nhờ ngồi bên cạnh tướng Kỳ suốt chuyến bay, nên cô nắm bắt một số tình hình chiến sự đang diễn ra tại Sài Gòn và chia sẻ vài thông tin với ông, khiến tướng rau kẽm cảm phục và khen ngợi hết lời. Đáp xuống sân bay quân sự không quân, cả Tuyết Mai và Cao Kỳ được xe đón về tư dinh của tướng Kỳ. Đây là cuộc đảo chánh lần thứ hai trong năm 64 bất thành. Ngày 13 tháng 9 năm 1964, được coi là sự biểu dương lực lượng của các tướng lĩnh đe dọa đến cái ghế trung tướng Nguyễn Khánh. Rất tỉnh táo, tướng Kỳ ngồi trong dinh tán tỉnh trấn an người đẹp Tuyết Mai. Một mặt, ra lệnh cho máy bay ném bom bay sát sạc khu vực trung tâm Sài Gòn, nơi đang có hàng trăm xe tăng lúc nhúc như bầy ruồi trên các đại lộ để răn đe, cảnh cáo. Sự đe dọa này lập tức có hiệu quả. Các phe đảo chánh trật tự giãn hồi trở lại, không hề có máu đổ. Tất cả thừa biết rằng không quân của tướng Kỳ có thể san bằng tất cả nếu họ nghiêng về phe nào đó. Dùng trực thăng đến nơi hẹn hò để ngỏ lời cầu hôn. Sau một đêm táo túc tại nhà tướng Kỳ, Tuyết Mai quay về nhà với một tâm trạng vui như trẻ hội, vì cô đã có thêm dịp chứng kiến quan điểm chính trị, sự tỉnh táo, khôn ngoan của người hùng trong khi xử lý tình huống đảo chánh. Hôm sau thức giấc, Tuyết Mai được người nhà cho biết,
sáng sớm có một viên sĩ quan đến nhà gửi tặng hoa hồng phấn, loài hoa mà cô yêu thích nhất, cùng một bì thơ. Linh tính mách bảo cô rằng không ai khác chính là tướng rầu kẽm Nguyễn Cao Kỳ. Trong thư, tướng Kỳ ngỏ lời mời Tuyết Mai ăn cơm trưa tại nhà hàng Caravel với hy vọng những bông hồng này sẽ đem lại chút hạnh phúc nhỏ bé khi đánh thức cô dậy. Lúc đầu, Tuyết Mai có hàng ngàn lý do để từ chối, nhưng suy nghĩ đắn đo hồi lâu, cuối cùng trái tim mách bảo cô hãy giả vờ từ chối. Và cô nhận lời tự đến nơi hẹn mà không cần đưa đón. Tướng Kỳ cười sảng khoái, cô Mai không phải lo, tôi đến nơi hẹn bằng máy bay. Chúng ta gặp nhau tại cửa thang máy phòng ăn riêng, không có ai trên thế gian này nhìn thấy đâu. Tuyết Mai trang điểm nhẹ nhàng, cô muốn giữ những nét thật nhất trên khuôn mặt, làn da và sự tươi trẻ hồn nhiên để đến nơi hẹn nhân tình. Tướng Kỳ đã đậu trực thăng trên nóc khách sạn, ngồi đợi cô trong phòng ăn đặc biệt khá lâu. Giữa không gian ấm cúng và lý tưởng có một không hai của đất Sài Gòn, nơi phóng tầm mắt nhìn thấy bốn phía hòn ngọc Diễn Đông, men rượu giang tê tái đầu lưỡi và tiếng nhạc thính phòng du dương, Tướng Kỳ đã ngỏ lời cầu hôn Tuyết Mai. Sau này nhớ lại, cô không thể diễn tả được cảm giác đặc biệt và thiêng liêng khi ấy. Cảm giác ấm nóng của bàn tay, làn môi hay lời nói nồng nàn, đa tình của viên tướng Cao Bồi đã làm cô say đắm vì hạnh phúc. Đám cưới của tướng rầu kẽm Nguyễn Cao Kỳ và cô chiêu đãi viên hàng không Air Việt Nam tổ chức tại khách sạn Caravel tháng 11 năm 1964, được coi là sự kiện tâm điểm của báo giới và dư luận Sài Gòn khi ấy. Đám cưới tổ chức lớn, đông đúc khách mời và tốn kém nhất. Thế là từ đấy, cô tiếp viên hàng không hoa khôi Sài Gòn nhí nhảnh hồn nhiên yêu đời trở thành bà Kỳ, một bước có kẻ hầu người hạ. Cũng từ ấy cô giả từ những chuyến bay của Air Việt Nam, vì mỗi lần bay, tốp cận vệ luôn kè kè bảo vệ, giả từ mọi thứ đam mê thời con gái để học làm đệ nhị phu nhân của Việt Nam Cộng Hòa. Nhắc lại chuyện tình với Nguyễn Cao Kỳ, bà Tuyết Mai từng thổ lộ. Đến tận bây giờ, dù tình xưa đã tắt, nhưng tôi vẫn còn nhớ anh Kỳ có đôi mắt rất đàn ông. Người đàn bà nào nhìn vào cũng sụm chân run rẩy. Tôi cũng từng ngụp lặng trong ánh mắt ấy. Ở anh Kỳ có nét phong trần, phóng khoáng, ngang tàn nhưng đầy nghệ sĩ. Cho đến 11 năm sau, vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, hai mẹ con di tản sang Mỹ. Lúc đó, Kỳ Duyên mới 6 tuổi, còn Tướng Kỳ, ngày 29 tháng 4 năm 1975, một mình lái trực thăng bay ra hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đậu ngoài khơi đón người di tản sang Philippines một thời gian. Họ thất lạc nhau. Khi tìm gặp lại nhau nơi đất khách quê người với nhiều đổi thay dâu bởi của thời cuộc, họ đã chia tay nhau sau 25 năm chung sống với cô con gái chung là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Mối tình trai tài gái sắc là niềm mơ ước của biết bao người, tưởng sẽ có kết thúc có hậu, nhưng thời gian và sự thay đổi của thời cuộc đã làm thay đổi tất cả. Nhưng nguyên nhân chính khiến bà Đặng Tuyết Mai quyết định ly hôn chồng là do tính đào hoa của ông. Trong nhiều bài phỏng vấn, bà Đặng Tuyết Mai từng chia sẻ: yêu là yêu đắm đuối, quý hóa, trọn vẹn, chung thủy. Tôi yêu từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ và cũng đòi hỏi người kia đối với mình như vậy. Riêng với ông Kỳ, tôi phải công nhận là ông rất yêu và hãnh diện về tôi. Nhưng tôi làm sao có thể chấp nhận chồng mình đem tình yêu chia sẻ với người khác? Rõ ràng trong cuộc sống gia đình, sự xinh đẹp, danh hiệu không quyết định tất cả. Sự nhàm chán mà thời gian có thể làm tàn phai những ký ức ngọt ngào. Dẫu rằng có sự ràng buộc là cô con gái xinh đẹp, thông minh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, thì mọi việc vẫn phải đi đến hồi kết thúc. Bà Tuyết Mai từng chia sẻ mình từng có ý định hàn gắn tình cảm với chồng cũ để cho con gái có mái ấm trọn vẹn. Nhưng gương dở có bao giờ lành, bà nhận ra mọi sự níu kéo, cố gắng chỉ là khiên cưỡng. Tình yêu đến ở tuổi làm bà ngoại. Sang Mỹ không còn cuộc sống của một phu nhân quyền lực, bà đảm nhận vai trò của một người mẹ, người bà, chăm sóc cho con cháu. Bà tự tay làm việc nhà, nấu ăn và lái xe đưa con đi học. Trái tim bà tưởng đang nguội lạnh sau khi ly hôn thì một người đàn ông khác xuất hiện. Bà thừa nhận bất ngờ với chính bản thân vì không tin rằng ở tuổi của một bà ngoại, trái tim bà lại nhảy điệu nhạc tình yêu. Với người chồng thứ hai, bà giữ kín thông tin,
không chia sẻ nhiều với báo chí. Tuy nhiên, bà không giấu niềm tự hào vì tình yêu ông dành cho bà nồng nàn và đầy sự tôn trọng. Bà hớm hỉnh kể lại cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông của đời mình. Hai người đàn ông của tôi có gặp nhau. Ông Kỳ tỏ thái độ không thân thiện lắm, nhưng chồng tôi có nói một câu: cái gì tôi cũng thua ông, nhưng có một thứ tôi hơn hẳn ông, đó là tôi yêu Mai nhiều hơn ông. Dù không hẳn có một cuộc hôn nhân trọn vẹn, nhưng mỹ nhân Sài Gòn một thời đã từng được yêu và yêu trọn vẹn.